Vườn Lan Cường Thúy xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2019, em lại tiếp tục lên một số mã châu Thái cho các bác ạ. Đây nhá, hôm nay em sẽ lên đơn hàng cây nhỏ cho mọi người này. Đấy. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhá. Số điện thoại liên hệ là 0817 892 229 hoặc 0981 550 768 ạ. Mọi người cũng có thể ấn vào đăng ký kênh YouTube Vườn Lan Cường Thúy nhé, để theo dõi video em up lên hàng ngày ạ. Đây, sau đây em sẽ đi vào chi tiết từng mã một cho mọi người nhé. Mã số 1 này. Đây, hôm nay sẽ lên mã hàng cây nhỏ cho các bác. Mã cây nhỏ nhá. Đây. Một này. Hai này. Ba này. Đều tăm tắp luôn này. Bốn này. Năm cây, mã số 1, 5 cây 300k các bác nhá. 5 cây 300k này, châu Thái hoa màu sổ số ạ. Mã số 1 là 5 cây nhá, 300k. Tiếp sang mã số 2, mã số 2 cũng là mã 5 cây. Mã số 2 thì nhỉnh hơn một chút ạ. Mã số 2 thì cây nhỉnh hơn một chút nhá. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 cây. Mã số 2 350k. Châu Thái hoa màu sổ số nhá. Và giá em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Sang mã số 3 này. Mã số 3 cũng là 5 cây, hôm nay sẽ lên đơn 5 cây cho các bác, chủ yếu là đơn 5 cây nhá. Mã số 3 à, mã số 3 có 3 cây thôi. Mã số 3 có 3 cây thôi cả nhà nhá. Mã số 3 3 cây này. 1 này. 2 này. 3 cây. Mã số 3 420k. Cây rất là cứng cáp và khỏe nhá. 420k mã số 3 có 3 con. Đây là hàng cây nhỡ các bác nhá. Hàng nhỡ này. Mã số 3 này. Mã số 3 này. Mã số 4 này. Mã số 4 5 cây các bác nhá. Mã số 4 5 cây này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 cây. 450k mã số 4. 450. Sang mã số 5. Mã số 5 là mã 5 cây các bác nhá. 5 cây này. Một này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm cây, mã số 5, 5 cây, 420k. Mã số 5 nhá. 420k ạ. Lá rất là cứng cáp và khỏe này. Xanh mướt luôn nhá mọi người nhá, không có một tí lỗi lá nào luôn này. Sang mã số 6 này. Mã số 6 5 cây. 5 cây, 1 này.
2 này, 3 này, 4 này. Đây dễ non này, dễ non là đang ra đúng không nhá, 4 này, 5 cây, mã số 6 300k. Có 5 con này, 300k nhá. Đây là mã hàng cây nhỏ, đây là mã hàng cây nhỏ này. Tiếp đến mã số 7. Mã số 7 cũng là 5 cây. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm cây, mã số 7, 300k. Số 7 đó nhá, 300k. Hàng bao đẹp cho mọi người nhá, hàng bao đẹp cho các bác luôn này. Sang mã số 8. Mã số 8 là hàng cây nhỉnh hơn rồi. Mã số 8 là mã cây nhỉnh hơn chút nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cây, mã số 8 5 cây, 450k nhá. Mã số 8 có 5 con, 450. Châu Thái này, hoa màu sổ số cho các bác ạ. Sang mã số 9, 5 cây. Đây, 9, mã số 9 đây mọi người ơi, đây mã số 9 có 2 cây thôi ạ. Mã số 9 là mã 2 cây to các bác nhá. Mã số 9 là mã của 2 cây to này. Đây. Cây rất là to luôn, cây rất là to nhá. Cây to giá hạt rẻ này, mã số 9 2 cây. 2 con. Đỏ đúng. 450k, mã số 9 2 cây to nhá. Mã số 9 này. Đấy, mã số 9 cho các bác đây. Hai cây to, 450 này. Cây rất là đẹp nhá. Cây rất là đẹp mọi người nhá. Không có một tí lỗ lá nào luôn này. Đấy. Đây, đây còn đây là mã số 10. Mã số 10 này mình có 5 cây này. Mã số 10 này là 5 cây. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 cây. Đây này, dễ non này, dễ non này mọi người nhìn thấy chưa, nó bật ra rồi nhá. Mã số 10 này, 450k. Mã số 10 này, 450. Sang mã số 11. Mã số 11 5 cây các bác nhá. 5 cây này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 cây, mã số 11 400k. Mã số 11 là 400k ạ. Tiếp đến mã số 12. Mã số 12 em có 5 cây. Cây. Mã số 12 350k ạ. Mã số 13 này, mã số 13 này là hàng cây to các bác nhá. Mã số 13 này thì có 3 cây. 3 con mít này, 3 con lá mít nhá. Đây. Xanh mướt luôn này.
Đấy, mã số 13 này 600k các bác nhá. Đẹp lắm ạ. Đây, lá này mọi người nhìn lá này. Rất là cứng cáp và khỏe nhá. 600k mã số 13. Sang mã số 14 này, mã số 14 là 5 cây. Một, hai, ba, bốn, năm cây, 300k cho mã số 14. Sang mã 15, mã cuối cùng này, mã số 15 nhá, 5 cây ạ. Một này, hai này, ba này, u còn là mít này, ba này, bốn này, năm cây, mã số 15 350k ạ. Mã số 15 này 350. Hàng bao đẹp bao rẻ cho các bác nhá. Em xin kết thúc video nhà em tại đây ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em nhé.